thể thao Fit.com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu tới bạn chiếc xe đạp gấp của hãng xe đạp Nike, model Z1. Và đây là sản phẩm mới nhất được hãng xe đạp Nike cho ra mắt thị trường Việt Nam năm 2020. Với Z1 đang có 3 màu, đây là màu vàng, màu ghi và màu xanh. Xe này bạn có thể thấy nhìn rất đẹp đúng không ạ? Và để bạn hiểu rõ hơn về chiếc xe đạp Z1 này, nó đẳng cấp chất lượng tới đâu, thì bây giờ shop sẽ lấy một chiếc để review soi cận cảnh chi tiết chiếc xe đạp này. Mời bạn cùng xem. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Với xe đạp gấp thì bạn sử dụng rất là đa năng bạn nhé, rất là đa năng. Và cái ưu điểm đặc biệt của xe đạp gấp là khi gấp lại thì nó rất là gọn gàng, rất là gọn gàng. Đặc biệt ở những không gian, bạn ở những không gian chật hẹp thì có thể là dùng xe đạp gấp để tiết kiệm không gian nhà ở của mình. Hay bạn đi phượt, đi chơi thì những chiếc xe đạp gấp này bạn dễ dàng để trong cốp ô tô. Đến điểm chơi mình mở ra và thong dong mình du lịch thì thật là tuyệt vời. Và đây là chiếc Z1 của hãng xe đạp Nike, xe đạp gấp. Xe này được thiết kế full nhôm nha, full nhôm, khung nhôm này, từ khung nhôm, cơ cấu lái cũng bằng nhôm hết, từ cổ lái này, tay lái, những chiếc khóa này bằng nhôm 100%. Càng nhôm này thì được sản xuất rất là đẳng cấp luôn bạn nha. Đây, nhìn như càng carbon luôn, không khác gì chiếc càng carbon này, nhưng mà nó là càng nhôm bạn nha. Và chiếc Z1 này thì có giảm sóc bạn nha, giảm sóc cơ cấu, giảm sóc trong này thì quá đặc biệt luôn, với ba ống này, một ống giữa to này và hai ống nhỏ phía sau này, thì quá đẳng cấp. Xe đạp gấp mà có giảm sóc này thì quá đẳng cấp luôn. Nên cơ cấu khóa bằng nhôm hết này, cọc yên cũng bằng nhôm, cặp bánh vành nhôm hai lớp của hãng WTB với thông số 20 inch như vậy nha. Chiếc lốp mà của hãng Green, lốp xanh mà thông số lốp là 20 × 1.75, vành nhôm hai lớp. Vâng, xe này thì được sử dụng bộ chuyển động cũng không hề nhẹ, quá đẳng cấp luôn. Với tay đề A3, tay đề lít 8 số, tay đề đĩa 2 số, tức là xe này có 16 tốc độ, bởi vì một đĩa đi được với 8 lít bạn nhé. Vâng, tay nắm cao su thì cũng rất là đỉnh luôn. Đây, gạt đĩa là 2 × 8, tức là cái gạt đĩa này sử dụng cho bộ truyền động 2 đĩa và 8 lít. Đó. Bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng Review Washer, bộ đùi đĩa quá đẳng cấp luôn bạn nhé, cắt CNC này, rất đẹp luôn. Đây, bạn nhìn thấy chữ SRAM X4 không ạ? Đây là một cái gạt lip của Mỹ, một thương hiệu của Mỹ. X4, bộ chuyển động là bằng nhôm bạn nhé. Đây này, aluminium. Đây mình nhấn nét nhìn rõ nhé. Đây, aluminium ở ngoài. 8 lít Shimano. Wow, cấu hình cao lắm, cấu hình rất cao luôn bạn nhé. 8 lít 2 đĩa, 16 tốc độ, xe full nhôm, phanh nhôm, củ phanh của hãng Tikro. Wow, Tikro là một cái hãng nổi tiếng chuyên sản xuất phanh, chuyên sản xuất phanh đẳng cấp luôn. Đây, đĩa phanh bạn thấy là đĩa phanh cỡ 160 là cái đường kính này, xếp 7 hay chứa 5. Vâng, xe đạp gấp này thì sử dụng rất là năng mà sử dụng rất là đơn giản, dễ dàng nó nhé. Đây, bây giờ mình sẽ làm thao tác mình gấp lại chiếc xe đạp này xem nó gọn gàng như thế này. Đầu tiên bạn hạ yên hết cỡ xuống cho mình nha, hạ yên hết cỡ này, sau đó khóa lại. Đó. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo mình sẽ gấp bê đan này. Đây,
mình đẩy vào trong này, đẩy vào trong, bẻ lên đấy, hoặc là bẻ xuống đều được. Bây đang gấp lại. Tiếp theo là gấp lại cái phần cơ cấu lái này. Bạn ấn một nút đỏ này bạn nhé, ấn một nút đỏ này để mình mở cái cơ cấu này ra, mở đầu trôn này ra, hạ hết cỡ xuống, gập lại, đây, gập lại hết cỡ luôn bạn nhé. Bật nút này ra này, sau đó gạt này ra ngoài. Cuối cùng gạt chân trống lên, gạt chân trống lên và gấp xe lại. Wow, gọn lắm rồi nha, rất gọn gàng luôn này. Và thấy là xe gấp thì phải gấp rất gọn gàng. Đây, bên này mình cũng gấp lại tương tự như vậy bạn nhé. Đây là Z1 của hãng xe đạp Na, đang có 3 màu xanh, ghi vàng. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc về chiếc xe đạp Z1 này, đừng ngại hãy liên hệ với shop xe đạp thể thao vip.com qua số điện thoại 0983315936. Shop luôn thường trực sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối hàng ngày. Shop sẽ đăng tải tất cả những sản phẩm shop đang bán trên thị trường. Hiện nay xe đạp thể thao vip.com đang bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe. Đây là những chiếc xe đạp gấp, có xe đua, xe địa hình, xe touring, xe nam, xe nữ và có những dòng xe giá siêu rẻ các bạn nhé. Chỉ 3 triệu đồng mình đã mua được xe, chất lượng không lưu. Một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.